Rồi, chào các bạn ha. Hôm nay chúng ta đi qua một cái bài khá là khó nếu phát triển xa, khá là đơn giản nếu phát triển gần, đó chính là tính cường độ điện trường gây ra một quả cầu nhiễm điện đều, tính thế năng của một cái điện tích điện mới đặt trong điện trường của cái quả cầu này, hay là tính điện dung của tụ cầu. Chúng ta bắt đầu bằng một cái mô tả trước ha. Đó là nếu mà có một quả cầu bán kính R lớn, cầu đói nè. Sau đó chúng ta có một điện tích quy phân bố đều. Điện tích quy phân bố đều này thì nó có hai dạng, là phân bố đều theo thể tích hoặc phân bố đều theo bề mặt, tùy vào quả cầu là cách điện hay nhiễm điện hay là dẫn điện. Thì bây giờ xét điểm trong điểm ngoài, M có thể là một điểm ở ngoài cũng có thể là một điểm ở trong, một điểm ở trong nằm đâu đó trên cái đường tròn này. Thì để dễ chúng ta xét điểm ngoài trước đi. Khi chúng ta xét điểm ngoài chúng ta thấy nè, tại một điểm M này nè, nằm trên cách cái tâm quả cầu là bán kính R nhỏ. Bán quả cầu này thì bán kính R lớn không nói thôi. Nó xem luôn luôn chúng ta có thể chia quả cầu này thành hai nửa đối xứng với nhau qua một cái phương bán kính đi qua cái điểm M này, và chúng ta luôn luôn bắt được một cặp điện tích DQ đối xứng với nhau qua cái trục này. Hai cái cặp điện tích này thì nó cho chúng ta hai cái E theo hai hướng đối xứng. E tổng cộng của mỗi một cặp này đều nằm trên trục, cho nên là tất cả những cái điện tích trên quả cầu nhỏ là quả cầu này nè, gây ra đều chắc chắn nó sẽ nằm trên trục. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ là nếu chúng ta phân tích được điều này rồi á, thì có một yếu tố khác nữa, đó là điểm M này nè với điểm M ở đây với điểm M ở đây thì là về cơ bản là như nhau đối với quả cầu. Cho nên là mọi điểm M này nè, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy là E về độ lớn phải giống nhau nè. Phương của E là nằm theo phương bán kính nè, vuông góc đi ra nếu quả cầu là dương, nhiễm điện dương, còn nếu vuông góc đi vào nếu mà quả cầu này nhiễm điện âm. Vậy cho nên á, chúng ta bắt đầu bằng cái định luật Gauss đi. Bởi vì sao biết không? Bởi vì cái mặt này của chúng ta là cái mặt, nếu chúng ta bắt một cái mặt Gauss là cái mặt cầu đồng tâm với cái quả cầu, thì chúng ta thấy nè, cái mặt này của chúng ta nó có một cái tính chất rất là hay. Đầu tiên là nó kín, mặt Gauss là phải kín nha. Thứ hai là mọi điểm trên cái mặt cầu này nè, thì đều là những điểm M giống hệt nhau. M này cũng giống như M này, giống như M này. Nên khi mà chúng ta làm bài toán tích phân á, nó sẽ dễ dàng đưa ra kết quả hơn. Lý do là bởi vì chúng ta nhìn ha, dựa định luật Gauss chúng ta có nè, vế phải là điện tích chứa bên trong cái mặt Gauss mà chúng ta xét. Nếu chúng ta xét mặt Gauss này thì toàn bộ điện tích chứa bên trong chính là điện tích của quả cầu này, đúng chưa? Mặt vế trái á, là tích phân của E nhân ds. Tích phân này thực ra rất là khó tính nha, bởi vì nó là tích phân vector. Bởi vì nếu mà chúng ta triển khai về cái tích phân tích vô hướng á, nó sẽ ra là E nhân ds nhân cos alpha. Cos alpha là cái góc giữa vector pháp tuyến của mặt với vector E tại mỗi một điểm. Xin coi lại cái bài giảng về định luật Gauss, định lý Gauss ha. Để chúng ta thấy nè, nếu như chúng ta không có một cái bề mặt với cái tính đối xứng cao thì cái tích phân này nè, về nguyên tắc là chúng ta tính không được. Lý do nếu E tại mỗi điểm khác nhau, DS thì giả sử nó chia cái mặt thành những DS giống nhau về độ lớn đi, ok. E tại mỗi điểm khác nhau, rồi góc nghiêng giữa E và DS, chứ góc nghiêng giữa E và pháp tuyến đó, nó lại khác nhau nữa, thì cái tích phân này làm sao mà tính? Nếu không có mối liên hệ nào đó rõ ràng thì làm sao mà tính? Thì chính vì vậy nên khi chúng ta chọn cái mặt cầu là mặt cầu đồng tâm này nè, chúng ta thấy nè, E tại mỗi một điểm trên mặt cầu này về độ lớn là giống nhau, nên E này rút ra ngoài dấu tích phân được nè, bởi vì mọi điểm giống nhau. Góc giữa E và DS chúng ta thấy nè, E hướng ra, DS cũng hướng ra, cho nên góc giữa chúng là không độ, cho nên cos alpha này nó luôn luôn bằng 1. Bởi vậy chúng ta mới có thể giải được cái bài này một cách gọn gàng, chứ nếu không không tính được đâu. Ví dụ chúng ta chọn một cái mặt méo như thế này, đi qua điểm M, chỉ có một chỗ đi qua điểm M, mấy chỗ khác đi qua điểm khác M, thì sao tính được, bởi vì E khác nhau, góc cũng khác nhau luôn, thì không thể tính được cái tích phân bên vế phải. Cho nên là nhờ cái mặt Gauss mà chúng ta chọn á, thì chúng ta mới có là cos alpha luôn luôn bằng 1 tại mọi điểm nha. Điểm này thì E cũng hướng này, DS cũng hướng này, điểm này thì E hướng này, DS hướng này. E là hằng số. Cho nên là rất dễ dàng chúng ta lấy ra, chúng ta chỉ còn là E nhân DS tích phân thôi. Mà DS tích phân là tích phân của cái diện tích toàn mặt cầu lớn này, là mặt Gauss chúng ta chọn á, thì nó là 4pi r bình. Mình vế trái tính được, vế phải thì có sẵn quy in chính là quy của quả cầu. Chúng ta chia xuống là xong, tính được E. Thì cái biểu thức E này chúng ta thấy được 1 chia 4 pi epsilon 0 này là K này. K nhân với quy chia R bình giống y hệt như một điện tích điểm vậy, đặt tại tâm. Cho nên nếu xét một điểm ở bên ngoài quả cầu, chúng ta cứ coi toàn bộ điện tích của quả cầu là dồn lại tâm. Quả cầu này còn chưa cần phải biết là nó là phi kim hay là kim loại nha, chỉ cần là nó phân bố đều. Tại vì nếu nó không phân bố đều á, là chúng ta sẽ không thể nào có được những cặp điện tích như thế này đâu nha. Trong cái bài toán này, trong cái hình vẽ này là quả cầu, tôi giả sử là quả cầu phi kim á, không dẫn điện thì mới có điện tích bên trong. Chứ nếu nó là quả cầu kim loại, tất cả điện tích là mặt ngoài hết nha, không có cái nào bên trong hết.
Nhưng chúng ta thấy là nếu như phân bố đều thì chúng ta coi tất cả diện tích này dồn về tại tâm, nếu như chúng ta đã khảo sát một điểm ở bên ngoài quả cầu. Còn nếu M ở bên trong thì sao? Nếu M ở bên trong mình mà quả cầu này là kim loại thì chết rồi, quả cầu kim loại á, thì tất cả điện tích ra ngoài bề mặt hết. Xem lại bài giảng bên điện tích chúng tôi nha, bên phân bố điện chúng tôi nha, thì tất cả điện tích ra bên ngoài hết, cho nên cái mặt cầu này nè, cái bế phải này nè, Q in, tức là cái lượng điện tích chứa trong mặt cầu màu cam này nè, là bằng không. Nếu nó là kim loại bằng không rồi thì bế phải là bằng không luôn luôn, thì bế trái cái tích phân này luôn luôn bằng không, thì DS thì chắc chắn là khác không, cốt alpha không khác không, vậy thì chỉ có một giá trị duy nhất có thể phải luôn luôn bằng không, đó chính là E bằng không. Cho nên trong quả cầu kim loại thì không có điện trường, cường độ điện trường bằng không, nhớ nha. Còn nếu như nó là quả cầu phi kim thì sao? Nó là quả cầu phi kim á, thì điện tích của nó là chắc chắn sẽ chứa được ở bên trong trong mật độ khối này nè, trong cái bên trong lòng này. Và nếu phân bố là phân bố đều thì chúng ta có cái mật độ là như nhau tại mọi điểm. Điều đó cho thấy rằng điện tích chứa bên trong quả cầu nhỏ này nè, nó sẽ tỷ lệ với điện điện tích chứa trong toàn bộ quả cầu theo cái tỷ lệ thể tích, tức là tỷ lệ của lập phương bán kính. Cho nên là chúng ta dễ dàng lập được một cái tỷ số là Q in chia Q thì bằng R lũy thứ 3 chia R lũy thứ 3, R nhỏ lũy thứ 3 chia R lớn lũy thứ 3. Thì chúng ta thấy ngược với công thức hồi nãy thôi, chúng ta sẽ thấy rằng là vẫn ra được cái kết quả tương tự, mà lần này E của chúng ta là tỷ lệ với R chứ không bằng không, nếu đây là quả cầu không dẫn điện, quả cầu phi kim. Vậy bây giờ là giả sử tôi đặt vào đây một điện tích Q nhỏ, và tôi muốn tính xem là cái thế năng của điện tích Q này hiện nay là bao nhiêu. Thì khi tính thế năng á, chúng ta bắt buộc phải chọn cái gốc thế năng. Thì thông thường người ta hay chọn gốc thế năng ở vô cùng. Thì bây giờ giả sử tôi chọn đại gốc thế năng ở điểm N rồi đi. Giả sử tôi tính gốc thế năng tại một điểm N nào đó có bán kính R nào. Thì tôi muốn tính cái thế năng tại điểm M này với điện tích Q nhỏ. Thì đi từ cái định nghĩa thế năng thôi các bạn nhớ không? Định nghĩa thế năng tức là giá trị thế năng chính là bằng công của cái lực đó, lực thế đó. Khi kéo vật đi từ cái điểm chúng ta khảo sát cho đến gốc thế năng bây giờ giả sử chúng ta chọn là N ha, lát đầu chúng ta cho N chạy ra vô cùng là chúng ta sẽ có các bài toán phổ biến thôi với cái gốc thế năng là vô cùng. Và chúng ta thấy nè, để kéo một vật đi từ điện tích điểm Q đi từ đây đến N, giả sử nó trên đường đi này ha, thì cái lực của nó E thì luôn luôn là hướng theo hướng phản bán kính ha, cho nên là F là hướng như thế này, DS đi như thế này. Các bạn xem lại cái bài giảng của tôi về điện trường là trường lực thế. Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta bắt đầu bằng cái công của công thức của công đó, F A bằng F nhân DS này. Mà F thì bằng Q nhân E, điện tích thử được Q nhân D nhân E nhân với DS. E DS thì bằng E nhân DS nhân cos alpha, với alpha ở đây là góc giữa DS và E. Và DS nhân cos alpha thì bằng DR. Cái này bên cái bài toán, bài lý thuyết hôm trước về thế trường lực thế là chúng ta có giải thích rồi. Tất cả những lực xuyên tâm chúng ta đều dẫn đến một cái tích phân như thế này hết. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta thay E là một điểm bên ngoài mặt cầu, nó thay cái công thức E đấy vào, nó tích phân lên, tích phân từ điểm M đến gốc thế năng từ điểm N, thì rất là dễ dàng thu được cái giá trị này. Đây chính là chênh lệch thế năng giữa điểm M và N. Và nếu N là gốc thế năng thì delta này nó chính là thế năng từ điểm M. Còn nếu cho N chạy ra vô cùng thì chúng ta có thế năng từ điểm M này, nó chính là bằng 1 trên 4 pi epsilon 0 q nhỏ q lớn chia cho r, nó giống y như cái hệ hai điện tích điểm. Cho nên tôi nói rằng là nếu như chúng ta có một điểm bên ngoài quả cầu nhiễm điện đều thì chúng ta coi quả cầu đó như một điện tích điểm dồn lại tâm. Bây giờ hiệu điện thế thì chúng ta lấy cái hiệu thế năng này chúng ta đem chia cho điện tích thử thôi, là q nhỏ đó. Cái đó là định nghĩa của điện thế rồi ha. Vậy nếu chúng ta có một cái tụ cầu thì sao? Tụ cầu với một mặt trong mặt ngoài q trừ q, điện dung tính sao? Thì khi mà người ta hỏi cái loại bài toán này là chúng ta phải đi về cái định nghĩa nha. Điện dung là gì? Điện dung là điện tích của cái tụ điện đem chia cho hiệu điện thế giữa hai bề mặt. Vậy hiệu điện thế giữa hai bề mặt, mặt trong mặt ngoài, đây là một mặt cầu kim loại, đây là một mặt cầu kim loại nhiễm điện q cường trừ q, thì bất kỳ một cái điểm nào bên trong cái tụ điện là giữa hai cái mặt cầu này, nó chỉ bị tác động bởi cái mặt cầu trong thôi, mặt cầu ngoài không gây tác động. Nãy nói rồi, cường độ điện trường do mặt cầu ngoài gây ra bên trong nó là bằng không. Cho nên là chúng ta áp dụng cái công thức này nè các bạn. Nếu chúng ta xét từ điểm M là trên bề mặt của mặt cầu trong ra điểm N là bề mặt của mặt cầu ngoài, chúng ta dễ dàng tính được hiệu điện thế giữa hai cái tụ điện, hai cái bản tụ, là công thức này, y chang công thức này thôi, không khác gì hết. Và có hiệu điện thế rồi thì C chỉ đơn giản là bằng Q đem chia cho hiệu điện thế thôi. Nên là cái công thức của cái tụ điện cầu nó chỉ đơn giản là 4 pi nhân epsilon 0 tích hai bán kính chia cho hiệu hai bán kính. Thì đối với tụ điện trụ các bạn làm tương tự. Cảm ơn.